chào cả nhà nhá. Cặp đôi xa chia nhập khẩu ạ. Xe 2020 và 2021. Đôi giờ ba mới. Giờ 15 mới. Zabi Moto kính chào các anh em nhé. Anh em nào mà quan tâm đến dòng xe nào cần báo giá, anh em cứ inbox trực tiếp cho Đỗ Zabi Moto, cửa hàng sẽ báo giá cụ thể từng dòng xe. Xin chào cả nhà nhé.